Khi biết em mang kích cầm ca đêm đêm phòng tràng mang ánh sáng cho mọi người. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn nếu anh nó không. Đừng rơi nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ ngắt hơn và đang tuyệt điều. Tình yêu anh sợ tình yêu, mà khi tình yêu những ngàn hôm qua, lỡ mai sau anh mất người yêu, anh buồn thật nhiều. Ngày mai chiếc đôi mắt này có anh đến sáng lẻ anh đẹp, có anh đi em về bên bờ. Khi chân mang chiếc kiếm cầm cao, anh xin mình đọc mang tiếng hát cho người đời. Chỉ cần em thôi, chỉ cần em thôi, còn nếu anh nỡ khô mà đã bất thế, em ơi xin đừng nói nữa làm chi. Dẫu mất giận đời người thương nhớ nhớ nhung đôi ta mãi còn nhau. Rồi bây giờ mình sẽ nói cho tất cả các bạn ha, chờ tất cả các bạn tham khảo luôn. Mấy cái quan trọng là đi hết đó các bạn. Cái cặp loa này nè, mình chỉ cho nó hú cho mấy bạn tin là nó đang hát nha. Một cái ở đây đó. Đó. Rồi bên đây hú nghe tiếng là lạ nè, là bên đây hú chung, bên đây hú chép đó. Thì mình cho tất cả các bạn là tham khảo. Đứng cái bên nó cũng không có hú đâu. Khi nào đứng trước mặt nó mới hú rồi. Đúng không? Thôi được. Đó, đứng trước mặt nó mới hú, đứng ngang bên nó không có hú đâu mà. Thì vào ngày thứ bảy tối vào lúc 20 giờ ngày thứ bảy. Nếu mà anh em ở thành phố Hồ Chí Minh này có gặp thì anh em cứ tới ngã tư Dung Chánh thì alo mình sẽ chỉ chỗ cho anh em để mà mình giao lưu ha. Thì mình sẽ làm cái dàn này. Cái dàn này mình sẽ hát dàn này luôn, có nghĩa là cái dàn cấu hình như sau: gồm một bàn mixer 86, một con cốt silver, một bộ micro, một cái men 4 kênh và một cái men 2 kênh. Men 4 kênh đánh full và men 2 kênh đánh sub. Thì cấu hình dàn máy thì của nó thì là gồm một cặp sub đôi con dòng 5 tấc và hai cặp loa này. Một cặp mình làm loa monitor, còn một cặp để mình hát loa chính nha bạn nha. Và có thể là vào ngày chủ nhật thì mình cũng có demo luôn cho tất cả các bạn xem luôn. Và bây giờ mình sẽ gửi cho tất cả các bạn bài hát được mang tên Tân Yêu Nhau. Mời tất cả các bạn lắng nghe ha. Rồi mời cho tất cả các bạn nghe với ca khúc này. Tại vì khi mà mình gáp cái cấu hình nào của ai ghi quật thì mình sẽ đi ghi quật, ai cô thì mình sẽ đi cô nha các bạn nha. Yeah. Xếp 1. Gặp lại người xưa, cảm thấy vẫn cũ cùng vui với ai. Cách qua người nhẹ trong mắt anh, nay lối về cho bàn chân nào nè. Vừa gót làm ta thăm cây, mà cà phê đắng làm ta thăm cây. Cách chim bao nhẹ trong mắt tay, vừa mong người ghi biệt ta đất đau. Đến cho anh người tâm bóng sẽ nhắc gặp em.
này thì trong đây nó chưa có Mạnh Lộc nha bạn nha, Mạnh Lộc chưa có luôn.